Bây giờ là buổi chiều, mình sẽ quay một đoạn video ngắn về cái cây này ha. Cây này là cây người chị cho mấy hôm trước, nhưng bận quá không có được quay video để nói về cây này. Cây này theo như mình nhìn mình đoán á, là nó là cây thực dược, tại vì lúc trước mình có trồng một cây thực dược, cho nên mình nhìn nó rất là giống cây thực dược của mình trồng hồi đó, là có màu tím xen với màu trắng đẹp lắm. Bây giờ chỉ cho cái cây này thì chắc là màu khác á, tại vì không có giống cái cây của mình trồng. Mà cây của mình trồng á, thì bây giờ nó chưa có ra, tại vì lúc trước á, mình trồng ngay phía chỗ này nè, nó ra rất là tốt, nhưng mà nó có nhiều con ốc và nó bò lên cái bông hồng, cho nên mình đã dời phía trước. Bây giờ phía trước á, thì nó thiếu cái ánh sáng, cho nên cây thực dược của mình không có phát triển tốt được, mà nó phát triển rất là tốt ở chỗ này nè. Nó thành ra bây giờ chỉ cho mình cây này. Cây này không biết là chỉ ôm từ hạt hay là từ nhánh, không biết. Nhìn nó thì giống như là từ hạt lên, rất là công phu. Một cái chậu đất chỉ làm rất là nặng, toàn là đất. Nhìn là biết là một người làm vườn trồng cây rất là chuyên nghiệp, giỏi về trồng trọt. Bởi vì nhìn vô là biết là cái cây này rất là khỏe mạnh. Chỉ rất là có khiếu về trồng trọt đó, nhưng mà bây giờ chị không có trồng được nhiều nữa. Thì mình đây có hai cây thì phải, hai cây hay là ba cây, ba cây. Nhưng mà cây thực dược này mình cũng nói thêm một chút xíu nữa, là cây thực dược này là cái dạng của nó có củ á, mà những loài cây có củ á, thì rất là dễ trồng. Thôi đừng có nói rất là dễ trồng đi, ai mà không biết trồng thì thấy khó, còn ai trồng được thì cho là dễ. Mà nó là một cái loại củ á, thì nó sẽ chết chết rụi vào mùa đông. Khi mùa xuân tới thì nó sẽ từ cái củ đó mà nó đâm chồi lên. Đó là cái dạng của cây củ là vậy đó. Mình cũng rất là thích cây trồng từ cây từ củ, tại vì thấy là có vẻ nó sống được nhiều năm á, nhiều mùa, nó thích lắm. Còn những cái cây, một vài loại cây giống như mình có trồng bông cúc. Hồi xưa mình có nhiều loại bông cúc lắm, mà toàn là loại đẹp, vàng, tím, cam, trắng, cái gì cũng có, đẹp lắm. Nhưng mà nó là loại con theo mùa đó, cho nên một năm hai năm nó chết queo hết trơn à, nên mình không có trồng nữa. Mà bây giờ mình cũng thích trồng những loại cây mà có củ, để mà nó được lâu, cho mình ngắm được lâu, hết mùa này tới mùa khác, tại vì mình cũng không thể nào mà thay đổi hoài được. Thôi thẳng đây mình sẽ liếc qua cây mai của mình luôn ha. Cây mai này sao mình nhìn giống như là cây mai dại vậy đó, tại vì ở Úc này á, thì nó thường mọc cây này rất là nhiều. Bên cái bên nhà thì hàng xóm thì có một cái cây rất là bự, cổ thụ luôn đó. Bên bển trồng chắc cũng phải là, mình nghĩ chắc khoảng là hơn 20 năm á, cái mai đó. Thành ra nhà mình của mình thì vì ở cái bên nhà có cây mai cho